Nằm xoay mình bên dòng sông Hương thơ mộng, Nghênh Lương Đình hiện lên với lối kiến trúc nghệ thuật cung đình thời Nguyễn trên trục chính của kinh thành Huế. Nơi đây dành cho nhà vua nghỉ chân trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng, hoặc làm nơi hóng mát mỗi khi đến tiết hạ nóng nực. Tiền thân của Nghênh Lương Đình là Lương Tạ, vốn là một thủy đình được dựng tạm để vua hóng mát. Đến mùa thu được dỡ xuống. Dòng sử liệu đầu tiên nhắc đến công trình này là Đại Nam Thực Lục Chính Biên, ghi chép rằng Bính Tuất năm Minh Mệnh thứ 7, tức năm 1826, mùa hạ tháng 5, dựng Lương Tạ. Vua thấy nhà nghỉ mỗi năm một lần dựng, đến thu lại dỡ đi, chuẩn định hàng năm cấp cho tiền tu bổ 100 quan. Phiên rào bốn mặt cũng tính trượng cấp tiền, mỗi trượng cấp một quan 5 tiền, ghi làm lệnh. Năm 1841, Hoàng đế Thiệu Trị cùng Hoàng tử và các quan trong triều, sau khi lễ tại Tôn Lăng nhân dịp lễ tiết Thanh Minh xong, đã đến tạm nghỉ tại Lương Tạ trước bến Phù Văn Lâu, sau đó mới ngự giá về cung. Năm Tự Đức thứ 5, tức năm 1852, Nghênh Lương Đình mới được dựng một cách kiên cố. Tháng 8 năm Tự Đức thứ 10, tức năm 1857, sau thời gian trải qua dãy gió dầm mưa, đã làm bay, rơi, nghiêng lệch Nghênh Lương Đình, nên nhà Nguyễn xài sửa sang lại, nhà hóng mát ở sông Hương. Năm Thành Thái thứ 15, tức năm 1903, một lần nữa Nghênh Lương Đình được trùng tu cẩn thận. Lần sửa lại châu bản triều Nguyễn, chúng ta có thể tìm lại những thời gian tồn tạo các công trình ở bến Phù Văn Lâu, chẳng hạn như vào các năm Thành Thái thứ 16, Duy Tân thứ 4, Khải Định thứ 2, triều đình sai bộ công dựng cầu gỗ, lập ngói nhà thủy tạ, sửa chữa mái hiên phía sau, cửa cuốn, bình phong, lan can, bốn mặt tường vây ở bến Phù Văn bị hư đổ. Năm Mậu Ngọ Khải Định thứ 3, tức năm 1918, sách Đại Nam Thực Lục Chính Biên đệ nhất kỳ đã đề cập đến nội dung. Mùa thu tháng 7, bộ công tâu nói đình Nghênh Nương đã dựng xong, trở đi gặp ngày kỷ niệm quốc khánh, xin trần thiết trang nhã trong đình ấy cùng diễn kịch, diễn hát cho công chúng xem. Vua cho như lời xin. Bởi vậy từ thời Khải Định về sau, nhà hóng mát ở bến Phù Văn Lâu được gọi là Nghênh Lương Đình. Chữ Nghênh Lương Tạ có nghĩa là nhà thủy tạ để hóng mát. Và tại thời điểm này, chức năng của công trình đã thay đổi. Công trình không còn nằm trong hành cung Hương Giang chỉ dành cho nhà vua, mà đã trở thành sân khấu trình diễn kịch hát cho công chúng xem trong các ngày lễ lớn. Với chức năng mới, Nghênh Lương Đình cũng có những nét tương đồng với các đình dân gian khác, trở thành nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Chỉ khác là Nghênh Lương Đình thuộc quyền quản lý của triều đình và chỉ mở cửa cho công chúng trong các ngày kỷ niệm đặc biệt. Châu bản triều Nguyễn còn lưu lại ký ức những hình ảnh hoàng thượng, hoàng hậu ngự khăn áo vàng, áo chít vàng cùng Đức Đông Cung và văn võ đình thần đến trước Phù Văn Lâu, xuống Nghênh Lương Đình tham gia các cuộc chơi nhân gặp lễ hưng quốc khánh niệm là ngày vua Gia Long phục quốc vào mùng 2 tháng 5 âm lịch. Ngoài đình xe chèn chật đường, thuyền bè chảy dài ven sông, đến tối treo hàng vạn ngọn đèn cùng ánh đèn điện hai bên bờ sông soi nhau. Người xem cho là ngày bất dạ, ngày không có đêm. Trong thực tế, do tác động của tự nhiên và trải qua quá trình tu sửa, các yếu tố kiến trúc của Nghênh Lương Đình cũng dần mất đi và thay đổi hoàn toàn so với nguyên bản đẹp nhất của nó trong thời kỳ Khải Định. Nhưng Nghênh Lương Đình vẫn còn giữ mãi màu thời gian, với dáng vẻ trầm mặc, nên thơ và rất cổ kính. Từ Nghênh Lương Đình có thể nhìn ngắm, cảm nhận vẻ đẹp lãng mạn của sông Hương vào lúc bình minh, khi hoàng hôn hay trong đêm trăng sáng. Với điểm nhấn đặc biệt, Nghênh Lương Đình đã vinh dự là ngôi đình duy nhất trong số các đền chùa miếu mạo ở nước ta được chọn in trên tiền Việt Nam. Những cảnh quan thơ mộng xung quanh Nghênh Lương Đình từ lâu đã khắc ghi vào ký ức tâm hồn người dân xứ Huế và gắn liền với một giai đoạn biết bao thăng trầm lịch sử đầu thế kỷ 20. Bởi vậy, rất nhiều du khách tỏ ra thích thú khi dừng chân tham quan ngôi đình đặc biệt này.